Theo thống kê của Bộ Y tế, trong những ngày gần đây, có gần 10 ca tử vong do COVID-19, tăng vọt so với trước đó. Một phần do số mắc tăng, kéo theo số tử vong tăng. Qua theo dõi tiền sử, đa số các bệnh nhân COVID-19 tử vong đều chưa được tiêm đủ mũi vaccine. 2/3 bệnh nhân mới tiêm 2 mũi, một người mới tiêm 1 mũi. Cả ba đều có yếu tố nguy cơ như cao tuổi, có bệnh nền. Trong các ngày nghỉ lễ vừa qua, nhiều cơ sở tiêm chủng cả nước vẫn mở cửa và tiêm chủng COVID-19. Chuyên gia khuyến cáo vaccine COVID-19 hiện có vẫn có hiệu quả trong giảm triệu chứng nặng và giảm tử vong, đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao.